Toàn thể của anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto 88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và ngày hôm nay thì Auto 88 lại tiếp tục về một siêu phẩm trong phân khúc xe hạng C, đó là chiếc Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium, sản xuất và đăng ký năm 2019. Xe thì chỉ mới chạy 2.000 km, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng và xe là gốc biển tỉnh anh chị nhé. Thì ngay bây giờ đây em sẽ cùng quý anh chị đi một vòng quanh xe để có thể cảm nhận hết được cái vẻ đẹp ngoại thất của em nó còn zin tới mức bao nhiêu phần trăm anh chị nhé. Đó, xe thì vừa cập bến sáng nay về là em phải quay lên để phục vụ quý anh chị luôn. Phiên bản 2.0 này thì option miên man rồi, quá đẹp. Con này theo mắt cảm quan của em Thái Hòa thì sơn zin của xe phải lên tới mức 95% đấy ạ. Xe về thì em không phải làm một cái gì cả. Đó, lúc nãy rửa nước lã xong là lên bán luôn. Thiết kế của Cerato phiên bản 2.0 2019 form mới này thì rất rất đẹp luôn, đúng không ạ? Đó, xe thì hiện tại không một vết xước hay là gì cả, xước hay móp méo gì cả, rất rất đẹp luôn. Đó, rồi nhá, cùng tìm hiểu từng phần một. Trước hết là phần ba đờ sốc, phần đầu xe vẫn được thiết kế trông rất là cool ngầu luôn, đúng không ạ? Trang bị đèn full led này. Đó, và xe thì cũng không vết xước nào cả, rất là mới luôn. Tiếp đến là khu vực sơn si của xe thì anh chị có thể nhìn những cái mép này này, nó vẫn còn rất là mới hay là chưa bị lệch lạc màu gì cả luôn anh chị nhé. Đó, nãy giờ đây anh chị một vòng có thể cảm nhận hết được cái vẻ đẹp sơn si của nó rồi, vẫn rất là đẹp. Tiếp đến là khu vực lốp xe thì thực sự lốp này vẫn rất là mới luôn, anh chị có thể đi 3-4 vạn nữa thoải mái luôn. Vành 5 chấu cực kỳ ngầu và đẹp luôn, đúng không ạ? Đó, xe thì được chủ cũ đã ốp thêm một vài cái mạng chrome để có thể bảo vệ được cái chỗ tay nắm cửa nó đỡ bị xước. Về khu vực đèn hậu của xe, thực sự cái đèn hậu full led của xe ấy, nó như một chiếc xe đến từ tương lai, nó là những cái giải điện, tóm lại là quá là đẹp luôn đó. Rồi cùng xem qua nội thất của xe anh chị nhé. Wow, nội thất của một chiếc xe đã bước sang năm thứ 3 sử dụng, sang năm thứ 3 sử dụng nhưng thực sự xe chưa dọn nội thất gì cả mà nó vẫn quá là mới, hay là không bị phồng hay là không bị nhầu rách gì cả, rất mới luôn, đúng không ạ? Đây, cần số của xe này cũng rất là mới này, được trang bị 3 chế độ lái này, rồi là cảm biến xung quanh xe này. Ở chỗ này thì gì, chỗ này là sạc không dây này đó, vô vàn những cái cổng sạc, rồi cổng USB AUX, rất là nhiều tính năng. Vô lăng của xe thì thực sự vẫn rất là mới rồi. Đó, anh chị nhìn kỹ cái vách vô lăng. Xin lỗi anh chị vì chỗ này em quay hơi bị ngược sáng một chút, nhưng thực sự chiếc xe nó quá là mới luôn. Đó, táp ly của xe thì được bọc da cũng rất là sang trọng. Trên phiên bản 2.0 Premium này thì mới được trang bị nội thất hai màu đỏ đen như này anh chị nhé. Xe thì được trang bị ghế chỉnh điện 10 hướng cũng rất là tiện lợi. Đây, để em ngồi lên xe. Đó, xe thì chỉ mới chạy 2.4 vạn km thôi. Và ở đây vẫn còn cái lịch nhắc bảo dưỡng luôn anh chị nhé, phải đến 2.8 vạn mới bảo dưỡng lần tiếp theo. Xe bản 2.0 thì được trang bị trần đen, đó, trang bị cả cửa sổ trời chỉnh điện cũng rất là sành điệu. Đây, để em thử khởi động xe lên. Oh sorry, em lại không để chìa khóa ở đây. Nói chung là cái màn hình này nó rất rất đẹp, nó không kém cạnh gì Mazda 3 thế hệ mới cả. Đó, và một cái ưu điểm thứ hai của chiếc Kia Cerato này là hàng ghế thứ hai của xe nó thực sự rất là rộng rãi so với những chiếc xe cùng phân khúc như là Mazda 3 hay là Hyundai Elantra, thì Cerato nó rất là rộng luôn. Một vài điểm thì một vài chỗ chủ xe vẫn còn chưa bóc ni lông, đó, chứng tỏ là chủ xe cũng rất là giữ gìn, đúng không ạ? Xe thì được trang bị cả cửa gió điều hòa phía sau. Và da của xe thì thực sự rất là mới luôn anh chị nhá, rất rất mới luôn. Con này tí nữa em sẽ cho đi dọn nội thất và chụp ảnh lên thì còn đẹp nữa, đúng không ạ? Rồi, thì chiếc Kia Cerato phiên bản 2.0 số tự động, sản xuất và đăng ký năm 2020, sản xuất và đăng ký năm 2019, một chủ từ đầu, biển gốc tỉnh, chạy 2.4 vạn km, đang được Auto 88 chào bán với giá là 639 triệu đồng. Thì khi quý anh chị đến xem xe, bên em có thể thương lượng và giảm giá thêm cho anh chị. Hiện tại thì chiếc xe này vẫn được hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong vòng 5 năm anh chị nhé. Quý anh chị mua xe có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình 096 140 8888, hoặc là qua Facebook chính chủ cửa hàng là em, Trịnh Vũ Thái Hòa. Đó,
Tất cả những cái xe Auto 88 bán ra đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản và hồ sơ pháp lý chuẩn, không phạt nguội. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video và chúc anh chị có một tuần làm việc mới thật là hiệu quả và tràn đầy niềm vui.